Xin chào các bạn, hôm nay tôi có một gói lương khô được dùng trong quân đội Hoa Kỳ. Chúng thường được mang theo trong ba lô của các binh sĩ. Lương khô Hoa Kỳ có 24 loại menu khác nhau và đây là menu số 10. Ta sẽ xem bên trong gói có chứa những món ăn nào. Trước tiên chúng ta sẽ tách phần xi phía trên này để mở gói ra. Bên trong là các gói nhỏ được bao lại bằng túi ni lông. Tôi sẽ lấy và để riêng từng loại cho các bạn xem. Những gói nhỏ này chứa các món ăn khác nhau nhưng không thấy được bên trong do phần bao bì không được làm trong suốt. Đi kèm với các gói là một cái muỗng bằng nhựa khá cứng. Để thông thả khám phá các món này, chúng ta sẽ lấy gói cà phê, đường, kem sữa cho hết vào một cái ly. Sau đó thêm khoảng 130 ml nước rồi khuấy đều tất cả lên. Bây giờ bạn đã có một ly cà phê sữa để thưởng thức ngay. Ở đây chúng ta có một túi màu xanh lơ. Bên trong là 4 gói nhỏ hình chữ nhật chứa các hạt màu đen. Đây là túi tự sôi, nó giúp tạo nhiệt và làm nóng đồ ăn. Trên túi có các bước hướng dẫn rất cụ thể. Tôi sẽ xé ngang phía trên, sau đó lấy phần ăn cần hâm nóng cho vào trong túi, đồng thời chế thêm nước sao cho lượng nước không vượt quá 2 bạch bên dưới. Lúc này hỗn hợp bắt đầu nóng dần lên, bạn thấy đang có hiện tượng sôi bên trong. Ta sẽ gấp ngang miệng túi và cho vào vòng giấy để giữ cố định các bộ phận lại. Bây giờ bạn cần đặt nghiêng khung giấy này lên một vật bất kỳ để giữ nó hướng xéo lên, tránh làm đổ nước nóng ra ngoài. Ta sẽ để yên trong khoảng 15 phút cho sức nóng thấm đều vào món ăn. Trong thời gian này chúng ta sẽ xem các gói còn lại. Gói này có cảm giác hơi mềm, tôi sẽ xé nó ra. Bên trong là bánh bao vị chanh nhưng đã bị bể và hơi vụn. Bánh có nhiều hạt đen xung quanh như những hạt thanh long chín. Tiếp theo là gói hình vuông này, trên nhãn ghi là bánh quy giòn vị rau, được đóng gói khá chặt. Chúng ta có được 2 cái, nhìn nó khá giống với bánh AFC mà ta có thể mua được ở các siêu thị. Bánh quy này sẽ được ăn kèm với phô mai béo. Tôi cần làm nhão nó trước khi lấy ra. Ta sẽ cho phô mai lên một mặt bánh, sau đó úp cái còn lại lên trên, trông như bánh đang kẹp một lớp kem ở chính giữa vậy. Bây giờ là đến gói lớn này, trên bao bì có chú thích là món bò được làm với sốt teriyaki. Thật ngạc nhiên khi bên trong gói chỉ có một thanh dài với màu nâu đậm. Có thể nó được làm bằng cách ướp nước sốt teriyaki nhiều lần rồi hun khói hay áp chảo. Gói màu sặc sỡ này là kẹo Swiller, kẹo khúc dẻo hương cherry. Mặc dù là kẹo dẻo nhưng nó có vẻ hơi cứng. Mùi cherry rất thơm, không quá ngọt, rất thích hợp để ăn tráng miệng. Ở đây chúng ta có thêm một loại nước uống nữa, nước cam đông khô với các hạt bên trong màu vàng trắng khá mịn. Lượng bột trong túi này sẽ được pha với khoảng 300 ml nước, tương đương với một chai nước suối loại nhỏ. Tôi sẽ cho tất cả ra ly. Bên cạnh các gói lớn, chúng ta còn có ớt sấy và muối để ăn với món chính đang được làm nóng trong túi tự sôi. Đây là diêm quẹt, khăn giấy ướt, khăn giấy khô và 2 viên kẹo xinh gum hương bạc hà. Cuối cùng là túi ni lông chịu nhiệt được cho kèm theo. Trong trường hợp không có ly pha cà phê, chúng ta sẽ dùng nó để thay thế. Sau khoảng 15 phút, chúng ta sẽ lấy món chính ra. Phần nước tự sôi lúc này vẫn còn đang tỏa nhiệt, thức ăn cũng đã được hâm nóng và mềm hơn lúc đầu. Tôi sẽ cho tất cả hỗn hợp trong gói này ra. Món chính hôm nay là mì ống nấu với thịt bò bằm, trông có vẻ rất ngon. Bây giờ chúng ta sẽ ăn thử để xem hương vị của các món trong thực đơn số 10 này. Món mì ống hầm với thịt bò có màu sắc hấp dẫn, khi ăn cho cảm giác khá ngon. Cộng mì mềm vừa phải, nước sốt bò thơm và không có vị cay. Nếu bạn thích ăn cay có thể cho thêm ớt khô trong gói kèm theo. Bánh bao màu vàng này có mùi thơm của chanh, vị chua nhẹ. Bánh ăn khá ngọt, có cảm giác giống như ăn một chiếc bánh bông lan. Thanh bò teriyaki trông như một cây xúc xích nhưng không dai lắm, có phần giống thịt bò bằm hun khói được ốp với nước sốt ngọt thơm. Món này có vị hơi mặn một chút. Bánh quy vị gao ăn kèm với phô mai cho cảm giác giòn tan và khá béo. Phần nước cam này có màu vàng tươi khá đẹp, nó không ngọt lắm và có cảm giác chua hơn so với những chai nước cam bán ngoài thị trường nhưng cũng khá dễ uống. Trên đây là tất cả các món trong phần ăn điển hình của một người lính trực thuộc quân đội Hoa Kỳ. Về lượng dinh dưỡng chắc chắn sẽ đủ vì một thực đơn trước khi đóng gói đã được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo nguồn năng lượng cần thiết cho những hoạt động trong môi trường quân đội.